Rồi, hết câu Đồng Tháp kính chào tất cả toàn thể các anh em ha. Thì hôm nay mình gửi chim là bắt đầu từ ngày hôm qua nha anh em. Hôm nay mình mới quay clip tại hôm qua mình bận quá ha. Mình không có quay được cho anh em xem ha. Thì bữa nay là bắt đầu mình gửi bữa nay là hết chim luôn nha anh em. Chim bữa nay đợt này về nó yếu quá anh em ơi. Nó bị đường bị mất mưa á. Rồi chim nó yếu quá, về qua cám có một số nó bị xù. Rồi mình thả anh em. Tại vì mình qua cám là trong vòng một tuần lễ à ha anh em ha, tuần lễ 10 bữa. Là mình giao cho anh em ha. Con nào nó xù là mình thả chứ mình không có để lại mình giữ, mình dưỡng ha anh em ha. Không có thời gian anh em ơi. Hôm nay để mình quay cho anh em xem ha. Hôm nay là mình gửi 7 con nha anh em. Ủa 5 con chứ là hôm nay mình gửi 5 con ha. Đây hai con. Hai con là đi Biên Hòa Đồng Nai anh em. Hai con này đi Bà Rịa Vũng Tàu. Còn con này là đi Củ Chi ha, một con lẻ. Thì anh em nào mà bữa trước đặt chim á mà mình gọi á mà không bắt máy anh em thì chắc có lẽ là anh em bận ha. Thì mình kết chim thì mình trước đó là mình cũng đã nói với anh em là ngày gửi chim là mình sẽ cho anh em hay trước một ngày ha. Mình gọi thì mấy anh em không bắt máy thì chắc có lẽ là anh em bận hoặc là anh em mình không có duyên ha. Thì anh em nào không bắt máy thì mình sẽ gửi cho khách khác nha anh em, anh em thông cảm ha. Còn anh em nào muốn chơi thì mình đợi chuyến sau nha anh em, chứ đợt này em hết chim anh em ơi. Về đợt này được có 30, mình quýnh full học là 32 con đó, cái học của mình đó anh em, full học đó là 32 con ha. Nhưng mà về chim nó bị yếu hết một số rồi. Đây thì đồ ăn nước uống đồ là có đầy đủ cho anh em hết á. Chim về tới nhà là mạnh khỏe ha. Bao anh em là chim trong vòng một tuần lễ ha. Nếu có chết chóc gì thì mình sẽ alo mình hoặc là ha. Chim có chết chóc gì thì cứ chụp hình, anh em có Zalo sẵn hết trơn rồi. Thì cứ chết chóc gì đó thì cứ chụp hình gửi qua cho mình ha. Rồi mình sẽ đền con khác cho anh em nha. Nếu mà mình không có chim mà mấy con mà 500-700 ngàn rồi đó, thì nếu mình không có chim thì mình sẽ chuyển tiền lại cho anh em ha. Nếu mình không có chim đền ha thì mình cũng sẽ chuyển tiền lại cho anh em nha. Cho nên anh em mua chim ở bên đây thì anh em cứ yên tâm ha, đừng có sợ mất mát tiền bạc hay là chim chết mình không trả đâu ha. Anh em cứ yên tâm. Mấy con full thì mình không bao, chứ còn mấy con lem mà cỡ 500-600 ngàn á, 600-700 ngàn rồi đó anh em. Thì anh em mua bên đây là coi như là nếu mà chim chết mà mình không có chim đền đó, thì mình sẽ chuyển khoản lại cho anh em ha. Đền mình sẽ chuyển tiền lại cho anh em không thiếu một cắt nào ha. Đó. Anh em mình đi 5 con nha anh em. Đi ngày hôm qua cũng, hôm qua mình đi mười mấy con rồi. Giờ mình đi 5 con nữa. Còn mấy anh em nào đặt chim thì chuyến này mình hết rồi nha. Nếu có duyên thì anh em mình hẹn đợt tới này ha, thì chắc khoảng 1-2 tuần nữa thì em sẽ đi tiếp nha anh em, về Cà Mau quýnh chiến nữa ha. Chim cái này cũng cuối mùa nha anh em, chim cuối mùa rồi, chim ngoài gần bây giờ rớt đầu hết rồi anh em ơi, có chỗ thì rớt đầu, có chỗ thì rớt lưng nha anh em. Rồi cả ba anh em nha, để mình bắt tiếp cái con thứ năm nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu mua chim thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0989892875 nha anh em. Zalo với số điện thoại là mình xài một số một ha. Đây, chim thì bỏ vô đứng ăn ngon lành cho anh em nha. Đó. Anh em nào có nhu cầu mua chim thì liên hệ những chuyến tiếp theo nha anh em. Chim bên mình là bao cho anh em là ok ha. Chim bên đây là mình chơi giọng không nha anh em, chứ không có cái vụ mà ra ngoài gần đấu 1-2 giọng mà hút gió là mình bỏ nha anh em, chứ mình không có bắt ha. Cứ về mà đấu đùng mà đang đấu mà cứ chỗ giọng lên hút gió ve máy cái là mình bỏ liền anh em, mình không có bắt ha. Mình đăng cái clip này cho anh em xem, rồi ngày mai mình sẽ cho anh em xem toàn bộ quá trình đi đầm dơi lần thứ hai ha. Rồi bye bye anh em nha, chúc sức khỏe anh em nha.